Những năm gần đây, dân vũ thể thao trở thành môn thể thao quần chúng, nhận được sự thu hút đông đảo của người dân Pleiku tham gia tập luyện, nhất là chị em phụ nữ. Nó không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích mà còn giúp chị em phụ nữ nâng cao sức khỏe, sống lạc quan yêu đời để xây dựng gia đình hạnh phúc cũng như có nhiều hoạt động giúp đỡ cộng đồng. Đều đặn 6 giờ sáng mỗi ngày, nhóm dân vũ thể thao gồm các chị em trên địa bàn phường Gia Kinh, Diên Hồng lại tập trung về công viên Diên Hồng để luyện tập dân vũ. Khi tiếng nhạc vang lên, tất cả những muộn phiền của cuộc sống như tan biến, chỉ còn sự hăng say nhún nhảy theo điệu nhạc. Đa số các thành viên trong đội đều là phụ nữ cao tuổi nhưng những bước nhảy thì khá thanh thoát, khỏe khoắn và dẻo dai. Từ ngày mình tham gia cái đội dân vũ này là cũng đã gần 2 năm. Đầu tiên là đi vô chỉ có tập những cái máy với lại đi bộ. Sau mấy chị em này mới tập trung lại thành lập một câu lạc bộ nhảy dân vũ này. Từ ngày có đội dân vũ này mình thấy rất là vui. Nó như là một món ăn tinh thần. Về một ngày coi như là rất là thoải mái. Lên trên này là chị em gặp nhau là mình trao đổi về gia đình, rồi chồng con, rồi góp ý cho nhau được tốt hơn. Mình rất là yêu cái đội dân vũ này. Dân vũ với những động tác tập luyện đơn giản, không quá khó nên ai cũng thuộc bài khá nhanh. Dù bận bịu với công việc gia đình, con cháu, nhưng các chị vẫn cố gắng dành chút thời gian tham gia cùng chị em. Không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà việc tham gia nhóm dân vũ, các chị em trong đội còn tìm được niềm vui tuổi già, sẻ chia với nhau chuyện vui buồn trong cuộc sống, cũng như tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Thời gian Covid 2 năm về trước, lúc đó chúng tôi coi như là không có đứa hoạt động gì hết nên cứ tạm thời đi bộ vào trong hồ, rồi lập thành một cái nhóm 1, 2 người, 3 người, cho tới bây giờ tới nhóm được 30 người. Chủ yếu là chúng tôi vui, khỏe và hoạt động xã hội. Bên cạnh đó chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, gia đình của chúng tôi với nhau để chúng tôi được khỏe hơn, hạnh phúc hơn. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội của thành phố luôn quan tâm, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Nhờ đó, dân vũ thể thao đang dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhiều chị em phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều câu lạc bộ, nhóm dân vũ thể thao được thành lập và thu hút được nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố tham gia, từng bước nâng cao đời sống tinh thần. Đến nay thì Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã thành lập được trên 23 câu lạc bộ dân vũ tại các cơ sở hội. Các chị tham gia hội viên có hội viên phụ nữ, người cao tuổi, rồi trên 70 cũng có, 75, rồi 60. Rồi qua đó thì các chị đã kết hợp với những cái bài dân ca ca ngợi quê hương, đất nước, con người để đưa đồng thời vừa là cái tạo sân chơi cho chị em cũng như qua đó rèn luyện thể thao trong cái nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện tốt cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, xây dựng người phụ nữ Pleiku có tri thức, có trình độ, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Để phong trào dân vũ thể thao ngày càng phát triển và đạt hiệu quả, thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập, đồng thời tổ chức nhiều cuộc thi giao lưu và nhân rộng các câu lạc bộ, nhóm dân vũ, tạo sân chơi bổ ích cho chị em, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa hội viên với tổ chức hội, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới, hội nhập và phát triển.